Những nơi ngõ ngách của xe cũng như là những chỗ dơ nhất. Với con máy này thì công suất lên đến 1.500W, áp lực nước phun là 120 bar và lưu lượng nước là 7 lít/phút. Thì máy chuyên dùng cho dòng điện một pha gia đình 220V. Và tiếp theo thì Chi sẽ bắt đầu điều chỉnh dạng phun của máy thành tia xè để có thể xịt vào thân máy của mình, đảm bảo máy không bị chóc sơn. Chị thấy nó đã loại bỏ được tất cả đất trong rêu trên bề mặt. Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều dòng máy rửa xe khác nhau. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng máy rửa xe mà mình rất là tin tưởng. Đó là dòng máy rửa xe của hãng Oshima, với mã model là Oshima OS120. Thì với cái dòng máy rửa xe Oshima OS120 này thì chuyên dùng để xịt rửa xe máy, xe ô tô, xịt rửa sân vườn, đống rong rêu, xịt rửa chuồng trại, các loại chuồng, hoặc là xịt rửa bàn ghế đều được ổn ha anh em. Thì đây là cái thùng đựng của máy xịt rửa OS120 ha. Như mọi người thấy thì trên thùng là đều có những thông số và tên máy đều là bằng tiếng Việt hết. Và bên cạnh đây đều là những thông số cơ bản của máy cũng bằng tiếng Việt luôn. Như đại khái như là công suất là 1.500W, áp lực là 123, sử dụng dòng điện gia đình 220V và lưu lượng nước là 7 lít/phút. Thì cái thùng của nó là rất là nhỏ gọn so với những thùng đựng khác trên thị trường. Đây, như mọi người có thể thấy. Còn trước mặt đây mình đây là những phụ kiện đi kèm theo máy. Thì bắt đầu sẽ là một cái khớp nối nhanh để nối dây hút nước, một khớp nối để gắn dây hút nước vào máy. Dây hút nước của máy thì đây là loại dây dài 1,5 m, rất là chắc chắn. Súng xịt của máy dây xịt của máy là loại dây cao áp dài 8 m. Và cuối cùng là một bộ lọc rác. Máy rửa xe Oshima OS120 này đang được bán tại cửa hàng Thế Giới Máy của chúng mình và được bảo hành chính hãng lên tới 12 tháng. Mọi người hãy nhớ mua hàng tại những cái địa chỉ uy tín để hưởng được những chính sách bảo hành tốt nhất và có được những ưu đãi về giá cả một cách hợp lý hơn. Nếu mọi người muốn mua máy, hãy để lại số điện thoại bên phía dưới phần nhận xét, sẽ có nhân viên tư vấn gọi điện thoại lại cho mọi người, hoặc có thể liên hệ với số điện thoại của công ty, mình sẽ để lại bên dưới phía dưới phần mô tả, hoặc là truy cập trực tiếp vào website thegioimay.vn. Nếu mọi người có thắc mắc gì về máy, hãy để lại bên phía dưới phần bình luận, mình sẽ giải đáp những thắc mắc đó cho mọi người. Đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của Thế Giới Máy và đón chờ những ưu đãi chương trình khuyến mãi của Thế Giới Máy. Xin chào và hẹn gặp lại.